Xin chào các bạn. Chia sẻ với các bạn lý do vì sao chúng ta cần phải thu nhỏ quần ngực và thu nhỏ đầu ngực trong việc tái tạo vòng 1. Thế thì đầu tiên các bạn nên biết tại sao đầu ngực và quần ngực lớn lên mà nó không chịu nhỏ giống như cái thời điểm mới dậy thì. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở chỗ khi các bạn có hoạt động về sex dưới tác động của nội tiết tố thì đầu ngực và quần ngực lớn lên và đậm màu đi nữa, cho nên cái việc thu nhỏ và cái việc làm sáng lên là việc cần thiết. Thế thì thế nào là lớn và thế nào là nhỏ? Người ta so sánh đậm độ quần ngực và đầu ngực đi chung với nhau, chứ không có so sánh giữa bầu ngực và quần ngực, cũng như so sánh giữa bầu ngực và đầu ngực. Người ta chỉ lấy kích thước của quần ngực và đầu ngực, hay còn gọi là đầu ti đi với nhau thôi. Vậy kích thước đó nó sẽ theo một cái tỷ lệ như thế nào? Nếu các bạn lấy quần ngực làm kích thước chuẩn thì kích thước đầu ngực được phép nhỏ bằng 1/3 thôi. Hay ngược lại, nếu các bạn lấy kích thước đầu ngực làm chuẩn thì kích thước quần ngực được phép lớn lên gấp 3 lần thôi. Và đó là lý do chúng ta nên tiến hành thu nhỏ đầu ngực hay thu nhỏ quần ngực trong cái việc tạo hình lại vòng 1. Đi vào chi tiết thì thu nhỏ quần ngực hay thu nhỏ đầu ngực thì đường mổ nên nằm ở chỗ nào? Thu nhỏ đầu ngực thì chắc chắn chỉ có một đường mổ thôi, là đường mổ nó nằm sát trong chân của núm vú. Trong cách làm thì vừa thu nhỏ và vừa thu ngắn lại, chứ nếu chúng ta chỉ thu nhỏ thôi thì đầu ngực sẽ nhìn nó dài. Cho nên trong cách làm của thu nhỏ đầu ngực là vừa làm nhỏ và vừa làm ngắn. Thu nhỏ quần ngực thì đường mổ nên nằm ở chung quanh chân núm vú, tức là khi chúng ta thu á, là toàn bộ cái da của quần ngực nó được kéo về chung quanh, kéo về cái đường tròn quanh chân của núm vú. Trong trường hợp thu nhỏ quần ngực kết hợp với treo tuyến vú chảy xệ thì chúng ta sẽ chọn đường mổ nằm ở rìa ngoài, có nghĩa là ranh giới giữa quần ngực và bầu ngực. Nhưng đại đa số thì chúng ta sẽ chọn đường mổ nằm ở sát chân núm vú sẽ hợp lý hơn. Và kích thước quần ngực khi chúng ta tạo nên ở đường kính là khoảng 3cm hoặc 3.5cm đổ lại là đủ. Vậy điều gì có thể xảy ra sau khi mà thu nhỏ đầu ngực hoặc là thu nhỏ quần ngực? Một số bạn lo lắng là nó sẽ làm mất cảm giác hay là không bài tiết sữa. Điều đó hoàn toàn không có, bởi vì cảm giác ở đầu ngực do dây thần kinh liên sườn số 4 đi từ phía dưới của phần cơ đi lên, cho nên chúng ta can thiệp vào phần da không ảnh hưởng gì đến việc bài tiết sữa cũng như về cảm giác cả. Cho nên các bạn yên tâm. Nên đắn đo ra sau phẫu thuật thì giữ làm sao cho cái kích thước đầu ngực và kích thước quần ngực luôn nhỏ như thế, đừng để cho lớn lại. Thì cái việc đó các bạn nên trao đổi với bác sĩ kỹ hơn trong lúc tư vấn để làm nhỏ đầu ngực và quần ngực. Một điều nữa, khi làm nhỏ quần ngực thì sẽ đi kèm với lại làm sáng quần ngực, tức là làm sao cho cái màu sắc nó sáng trở lại. Thì trong cái cách làm sáng quần ngực trở lại, chúng ta có thể dùng laser, dùng laser đó các bạn, laser rắc. Thì cái việc dùng tia laser nó sẽ làm trung hòa màu sắc đi, chứ không có làm cháy cái lớp da đi. Các bạn nhớ có hai loại tia laser, hai loại tia laser. Một loại là trung hòa, giống như các bạn bỏ một cái bột màu vô để làm cái màu sắc của quần ngực nó sáng ra. Còn một loại nó làm cháy cái da đi để tạo lên cái nếp nó sáng. Thì cái phần cháy da đó chúng ta đừng nên làm, mà chúng ta hãy dùng laser rắc để nó trung hòa lại và màu sắc từ từ nó sáng hơn. Mong là được chia sẻ dịch vụ này với các bạn. Về phần chi tiết các bạn có thể đọc sâu vào trong trang web ở chuyên mục thu nhỏ đầu ngực và thu nhỏ quần ngực. Xin chào.